Rồi, Hải chào mừng cả nhà mình đến với kênh YouTube của Hải nha. Thì hôm nay như lời hứa thì Hải sẽ làm một cái video về sổ lãi, sổ dung sáng cho gà mình nha. Bây giờ giới thiệu sơ nha. Cái này là một gói thuốc tẩy dung sáng nha. Cái này cái thành phần của nó là Levamison nha. Một gói như vậy là 2g và nó trị cho nó và nó sổ cho là khoảng 5kg gà mình nha. Thì ở đây Hải có 6 gói thì tương đương với 30kg gà. 30kg nhưng mà thật chất là gà của Hải có trong đó khoảng là 35kg, nhưng Hải chỉ sử dụng là 6 gói thôi, sẽ là tính cho nó 30kg gà thôi. Rồi Hải sử dụng một mớ cái này nha, đây là gạo lứt nha với thức ăn công nghiệp nha. Đó. Còn bên đây là một chút nước để mình trộn thuốc là vô ha, rồi mình mới trộn thức ăn này mình cho gà ăn nha. Thì bây giờ thì đâu đó nó khoảng là 9 giờ nha cả nhà, khoảng 9 giờ sáng này. Thì sáng giờ Hải cho gà mình nó nhịn đói, để nó đói thiệt đói để nó ăn này nha. Càng nhịn đói thì con dung sáng á, khi mình cho nó ăn thức ăn là giàu thì con dung sáng nó ăn càng dữ, thì nó càng mình càng dễ dàng tẩy dung nha. Nhưng mà trước hết Hải cũng nói luôn, tại sao Hải không sử dụng là cao hay là cái cao ăn chầu mình á, hoặc là cái lá mơ long để mình tẩy dung nha. Tại vì cả nhà mình nói tẩy cái loại dung tẩy cái này thì nó không tốt, nhưng Hải khẳng định rằng là tốt nha. Cái nhà sản xuất người ta làm thì bảo đảm nó tẩy dung, nói chung là nó phải ưu việt hơn những cái loại mà thuốc dân gian như là cao hoặc là cái loại mà lá mơ long của mình nha. Thì vậy thì hỏi là tại sao, và một số anh em mình nói là tẩy cái này, cái loại thuốc này thì gà mình nó lại là chậm lớn là một, còn cái thứ hai nữa là nó bị bào cái đường ruột ha, rồi con gà nó chậm lớn rồi tổn thương ruột và nó hấp thu dinh dưỡng không tốt. Còn một số anh em nữa lại không sử dụng thuốc thú y dành cho gà này, đã nhà sản xuất người ta làm cho mình xài, thật là vô cùng tiện lợi nha. Tại sao mình không xài, và cái này rất là hiệu quả nha. Còn một số anh em thì lại sang hơn, dùng một loại là thuốc Kukaka đó của người á, sổ dung cho gà luôn cũng được nha. Nhưng cả nhà mình nghĩ ra, nhiều anh em một con gà trống cũng khoảng 3kg ngoài, thì nhét luôn một viên Kukaka cho con gà mình ha, để sổ dung sáng nha, hiệu quả luôn, ok bình thường nha. Nhầm người thì thận trọng hơn chút, chẻ đôi viên nó ra làm hai ha, thành cho hai con gà ha. Thì cả nhà thì thử nghĩ xem nha, một con gà nó có 3kg mấy mà dùng một viên thuốc đó cho một trọng lượng của một con người trưởng thành là tầm 50-60kg, thử hỏi sao con gà nó chịu nổi. Vậy dẫn đến đó, cái con gà của mình nó hấp thu kém, sau khi nó được sổ lãi rồi, sổ dung lãi rồi thì nó lại ăn uống nó hấp thu kém, và một lượng độc tố ở trong cái thuốc sổ lãi của mình nó độc được cái con dung sáng thì nó cũng có ảnh hưởng độc tới con gà, và làm cho con gà mình ảnh hưởng tới cái gan, mà cái gan là cái bộ phận nói chung là cung cấp men tiêu hóa lớn nhất ở trong cơ thể của con gà ha. Và gan bị tổn thương thì dẫn đến làm sao, con gà mình sẽ ăn ít chậm lớn, đối với gà lứa đứa nhỏ nhỏ ăn ít chậm lớn là do thuốc sổ lãi mình dùng quá liều nha. Còn mình dùng đúng liều, tại nhà sản xuất á, người ta sản xuất này ra cho mình, người ta cần mình xài nhiều luôn ha. Người ta muốn mình xài nhiều là ta chỉ định là một gói này 2g sử dụng cho 5kg gà ha, 5kg gà thịt đó. Nếu mình dùng quá nhiều thì quá nhiều thì nó ảnh hưởng tới gà mình ha, không tốt cho gà mình. Cho nên cả nhà mình nếu mà chuyển qua mà xài lá mơ long, Hải đồng ý, cao cũng Hải cũng đồng ý ha. Nó trị dung sáng cho con gà cũng rất tốt, Hải công nhận điều đó. Xong những con gà nhỏ nhỏ các bạn mà bắt, khi mình nuôi số lượng nhiều nhốt, không lẽ mình bắt từng con mình cho con gà nó, mình nhét từng viên khoảng mấy trăm con, nhầm người nuôi cả ngàn con, thì điều đó là không khả thi nha, làm không tốt nha. Một khi các bạn làm không tốt hoặc là sổ lãi cho những con gà bự thôi, còn những con gà lứa không sổ lãi được thì cái nguồn dung sáng á, khi con gà lứa nó ị ra thì tiếp tục những cái con gà lớn này nó ăn vào, nó đi tới đi lui, nó ăn vào, nó ăn vô trứng dung trứng sáng của những con đó,
thì cái lượng thuốc lượng cao các bạn vừa sổ lãi xong nha, thì vài ngày sau nó không còn tác dụng nữa đâu, thì nó đi nó ăn nó mổ phải chứng dung chứng sáng tiếp tục nó nhiễm kháng nữa nha. Cho nên mình sổ cái này một cái một nó đồng loạt luôn nha, đồng loạt cho tất cả các con gà mình. Nhưng hãy cảnh báo lại là gà quá nhỏ ha, từ dưới 21 ngày tuổi trở xuống là mình không thể gãi đại cho nó ăn nha. Khi mình gãi cho nó ăn cái này đại trà là mình nhốt những gà đó lại, chỉ cho gà mái, gà lứa lứa, gà nồi, gà trống bự ăn được ha. Còn gà con thì thôi, gà con nhỏ dưới 21 ngày tuổi đừng nên cho lại ha, nó ảnh hưởng tới đường ruột của nó ha, tại cái hệ thống tiêu hóa, cái hệ thống mà tiêu hóa của nó chưa được hoàn thiện lắm đâu. Mình sổ lại cái này mà lúc trong lúc này á thì con gà cái lượng dung sáng trong bụng của con gà nó cũng vẫn chưa có đâu nha. Rồi bây giờ thì mình lại pha cái này để cho gà nha. Đó, bây giờ hãy cắt hết này nha. Mình sử dụng thuốc sổ lãi, cả nhà mình cứ mạnh dạn xài cái loại thuốc sổ lãi này nè, Levamison ha, vô tiệm thú y là nó có. Một gói như vậy là có 3.000 thôi, lúc trước thì hãy mua 2.000 nhưng bây giờ thì mới mua sáng mới chạy đi mua sáng mà gói 3.000 nha, vô cùng cực kỳ hiệu quả nha. Nhưng con cái rất rất là tiện lợi cho mình, cả nhà cứ xài và đừng có nghe ai nói rằng cái loại thuốc này mình xài rồi thì nó sẽ ảnh hưởng tới con gà, không tốt cho gà nha. Thật sự nhà sản xuất người ta làm, người ta nghiên cứu, người ta làm ra bán cho tới tay mình ha, là bảo đảm tốt chất lượng chứ không phải là không tốt nha. Quan trọng là mình phải xài sao cho nó khoa học nha, chứ mình xài đại trà mình xài nhiều quá thì ảnh hưởng con gà là phải rồi nha. Mình xài quá nhiều là không tốt đâu, người ta cần bán nhiều nhưng mà ta đã có giới hạn liều lượng rồi, nhưng mà nhà mình mà xài nhiều quá là chết nha, là không tốt nha. Đặc biệt là những anh em mà xài vô cái loại thuốc dùng cho người nha, một viên thuốc đó, đó là sử dụng cho người trưởng thành ít ra cũng 50-60 kg đó, mà mình xài chỉ có vô cho con gà mình cũng 3 kg à, thì con gà nào mà chịu nổi nha. Tuy con gà trống của các bạn nó khỏe mạnh nha, thì thấy không có gì, nhưng mà thật sự nó đã ảnh hưởng rất là lớn. Việc được dung sáng thiệt nhưng mà ảnh hưởng tới gan thận con gà rất lớn nha. Đó, cả nhà thấy cái màu đẹp không? Bây giờ mình chan đều qua vậy nè. Đó, bây giờ cái lượng nước này Hải cũng đã canh sẵn nha. Bây giờ mình đổ cái loại này vô nha, đặng chút mình cho gà ăn nha. Giờ trộn lên thế nha. Bây giờ mình đi cho gà ăn ấy cả nhà. Nói chung là mình sẽ hôm nay mình sẽ cố gắng quay cái con gà chút xíu, nhưng mình sẽ quay phớt ngang cái nha, thì nếu mà quay nhiều quá mà sợ đăng lên khó nha, mình sẽ quay phớt ngang thôi. Rồi giờ đã đâu, giờ mình cho gà ăn nha. Như vậy nè, và Hải cũng nói luôn nha, thì sau 2 tháng nha, sau 2 tháng nuôi thì Hải sẽ cho sổ lãi một lần nha, định kỳ tất cả trong cái chuồng gà mình luôn nha, gà lớn gà nhỏ gà dưỡng sổ hết nha, chỉ trừ gà đang ốm là mình không sổ thôi nha, là đang ốm dưới 21 ngày tuổi là mình không sổ nha. Còn cái gà lớn mà gà nó còn cỡ bằng cùng tay, bự hơn cùng tay mà nó trên 21 ngày tuổi rồi nó đi ăn theo mẹ ra, mình cho đi ăn gông ở ngoài rồi ha, là nó đi ăn gông ở ngoài là chắc ăn nó sẽ có nhiễm chứng dung sáng nha, thì nhiễm chứng dung sáng từ con gà, những con gà khác bị phân ra đó nha. Cho nên nó là mình sau 2 tháng là mình phải sổ lại một lần nha. Bây giờ mình đi cho gà ăn cả nhà. Rồi bây giờ mình cho ở một nhóm ở này ăn ha, một khu này ha, khu này thì có nhiêu thôi. Giờ mình đi ra tiếp tục cái khu ngoài nha, mình chỉ chừa nó gần phân nữa nha, ở đây sẽ ít, mình chỉ ít thôi, đồng ra ngoài này nha. Rồi cả nhà thân mến nha, sau khi Hải hướng dẫn cho cả nhà mình sổ dung sáng cho gà ha, và tới đây thì cái video tạm kết thúc nha. Thì cả nhà mình nếu mà ai nuôi gà chậm lớn làm theo cách của Hải rồi ha, cho gà ăn nào là mì gói ăn đúng giờ, rồi trộn thêm ba cái khóm vào cái gạo lứt ha, để cho gà ăn, đặc biệt là ăn đúng giờ mà gà vẫn không lớn, thì cả nhà mình nên tiến hành sổ dung nha, sổ dung sáng cho gà theo định kỳ 2 tháng một lần.
và đặc biệt gà con, gà nhỏ ha, cái gà con, gà đang ấm dưới 21 ngày tuổi là đừng cho ăn nha, tại vì nó lúc đó nó chưa có dung sáng ở đâu, mà sau 21 ngày tuổi mình thả ra đi ăn rong ngoài đường, ngoài trời rồi ha. Hoặc là gà sau 21 ngày tuổi mình cho theo mẹ mà sau 21 ngày tuổi nó đi ăn tùm lum thì mình cũng nên là cho nó sổ dung sáng luôn nha, để mình diệt cái con dung sáng này một lượt đồng loạt nha. Rồi cả nhà mình nếu sổ dung sổ cao, sổ bằng lá mơ lông thì cũng ok, nhưng nó không đồng loạt và nó khó làm ha, cho nên hãy xài thuốc của thú y sổ dung sáng dành cho gà, đặc biệt xài đúng liều lượng, đừng xài quá liều lượng mà người ta cảnh báo nha, thì quá liều lượng ảnh hưởng tới sức khỏe gà mình ha, và con gà mình chậm lớn cũng có thể là do một phần là do thuốc mình xài quá liều nha, nó ảnh hưởng tới gan thận và đặc biệt là đường ruột con gà, cho nên gà mình không lớn. Còn những ai mà xài, đặc biệt là xài thuốc của người mà cho gà, thì mình xài viên nhỏ thôi, một viên đó có thể là mình tán nhuyễn ra mình trộn đều cho con gà mình ăn cũng được nha, còn chứ đừng cái chơi mà nguyên viên nhét vô con gà nó không chịu nổi đâu nha, và ảnh hưởng rất là lớn tới con gà của mình nha. Rồi tới đây thì video của Hải ha, xin tạm biệt ha cả nhà ha, và kết thúc tới đây nha, hẹn gặp lại ở cái nhà mình ở clip sau.